Người ta nói á, thời xưa quả báo thì lâu, đời nay quả báo một giây nhãn tiền. Nó liền, nó đến liền với vị luôn á, mau lắm. Người làm con mà bắt hiếu với cha mẹ là cái quả báo ghê lắm. Thì cái câu chuyện đó đó, hai vợ chồng bắt hiếu với mẹ, với cha, đánh đập cha mẹ ghê lắm. Sau này con của ông đó, con trai lớn lên cưới vợ, thì cha mẹ ông chết hết rồi, tới ổng với vợ ông già đi. Quý vị biết rằng á, con trai của ổng á, nó có vợ, con vợ nó còn dữ hơn vợ ổng nữa. Nó dữ hơn luôn, câu chuyện rõ ràng. Tới giờ ăn cơm, nó không cho ăn cơm, nó đem ra một tô cháu. Cháu á, nó bắt ăn đi. Thì ổng chửi nó, nói mày sao mày bắt hiếu, mày ác nhân vậy? Cháu mày sao mày cho tao ăn? Nó nói lại, vậy ngày xưa ông đối xử với mẹ cha ông sao mà ông kêu tôi giờ đối xử với ông tốt? Rõ ràng chưa? Quý vị làm dâu thì sao? Thì sau này con dâu nó như vậy là với quý vị, nghe không? Có nhiều người nói trời tôi đâu có con trai đâu mà sợ có con dâu, nhưng nó sẽ gặp quả báo khác đến với mình, nó có chạy thoát đâu quý vị ơi. Nó rồi bị làm rể làm sao thì con rể sẽ đối xử với vị như vậy. Nên mình là người nghe đạo quý vị à, thương vợ thì thương cha mẹ vợ, thương chồng thì thương cha mẹ chồng. Vì nhờ cha mẹ chồng mới có chồng cho mình thương, nhờ cha mẹ vợ mới có vợ cho mình thương. Từ nơi đó mà mình chỉ biết thương vợ thương chồng mà quên cái gốc là cha mẹ hai bên thì không bao giờ mình có được hạnh phúc quý vị à. Nghe không? Nghe gì á, nghe. Ai mà làm dâu mà hổn á, về xin lỗi mẹ chồng đi. Tuy là hổn với mẹ chồng đó, nhưng mà đã là mẹ cha mà hổn là tội đại bất hiếu. Trong tất cả phước, hiếu là lớn nhất. Trong tất cả tội, bất hiếu là lớn nhất. Quay ngược lại. Không, mình còn sống, mình còn có cơ hội bị ưu. Hiểu không? Mình còn sống là mình còn cơ hội nghe. Quay đầu đi à. Chứ mình đừng mà mình cứ như vậy mình làm hoài, đến khi mà nó kết nghiệp nó đọa lạc là khó cu lắm. Con người ai mà không có cái sai, như bàn tay có ngón dài ngón ngắn. Bây giờ chúng ta quay đầu đi quý vị, sửa đổi đi đó. Giống như Đức kể câu chuyện mà dưới quê như Đức á, cái gia đình này nuôi trâu bò. Thì biết rằng á, cái ông này hồi cấp còn nhỏ mà ông lớn lên mười mấy tuổi, cha của ông đi nhậu về, ông cằn nhằn cử nhử, là cái thằng này nó lôi cha nó ra ngoài sân, nó quýnh cha nó ngoài sân, cứ là làm vậy hoài vậy đó. Sau này khi thằng này nó già đi, nó cũng có thằng con trai Iran luôn, thì nó đi nhậu về nó cười, nó cằn nhằn Iran cha nó luôn, thì tiếp tục thằng con trai kéo ra ngoài sân đánh. Chòm sớm ai cũng thấy điều này hết, người nào cũng lắc đầu, nhưng mà người ta không biết được rằng nhìn câu chuyện của thằng này mà không xem lại mình, người thế gian thấy cái chuyện bất hiếu thì cũng lắc đầu, cũng là nói con gì mà bất hiếu quá, mà quên mất tiêu bản thân mình có hiếu hay không. Xem lại đi đó quý vị, nghe gì á, nghe quý vị, nó lợi ích lắm á. Rồi tự mình nghe gì mình xem lại cái tâm mình, nghe quý vị đó. Còn lỡ mà mình bắt hiếu với cha mẹ mà cha mẹ chết queo hết rồi thì thôi, bây giờ mình cố gắng mình niệm Phật, mình tu hành, mình cầu sanh cực lạc đi. Chứ mình mà không xuống, mình mà không lên cực lạc đó nghe, là mình đi xuống dưới á, xuống tam đồ ác đạo đó nghe, chứ không giỡn đâu. Nên á, mình mỗi người á, mình nghe xác thực gì nè. Bây giờ một cuốn kinh Du Lan bị tụng xong rồi bị rơi nước mắt một chút, bây giờ những điều như Đức giảng ra là giảng dễ hiểu đó, chứ bị nghe đó. Nó bị tụng trong kinh Du Lan bị nghe rõ ràng không? Cái gì cái đoạn mà cái gì cha mẹ mà giống như làm bất cứ những nghề nghiệp gì, chỉ cần mà có tiền bạc để lo cho con, cha mẹ mặc kệ, đó là điều tội lỗi, bị giam bị cầm. Có không quý vị? Đó. Hy sinh vì con, dù làm điều tội lỗi, bị giam bị cầm, cha mẹ vẫn muốn kiếm về cho con, đúng không?
Nó, rồi khi nhà nghèo á, nhà nghèo là chính những đức, nhà nghèo như đức biết nè, mẹ mình nằm phía ước để phía ráo cho mình, đây là rõ ràng. Hồi xưa nhà như đức, nhà dưới quê miền Tây, nhà nghèo, nhà lá quý vị, mưa nó có dột nước là ngay chỗ cái nhà và cái giường ngủ là cứ để mấy cái thau nhỏ nhỏ vậy nè quý vị, nước nó nhiễu tỏn, chỗ nào mà không có dột thì nằm ngủ. Mà mẹ như đức bánh nằm kế ngay chăng cái chỗ nước dột đó đó, bà đẩy mình lại cái chỗ nào mà nước không có dột mình nằm ngủ. Cái này là xác thực rõ ràng, bởi vì Phật ngài thấy rõ chứ, ngài nói thấy chưa quý vị? Ồ, nghe không? Nên nhiều người bây giờ chưa có con, mình chưa có cảm giác, nên người xưa nói câu á, chưa sanh con chưa hiểu lòng cha mẹ. Còn bây giờ những đức thêm câu nữa, bây giờ sanh rồi cũng quên luôn. Sanh rồi mà bây giờ nó bận bịu quá, nó quên mất tiêu luôn rồi. Rồi bây giờ quý vị tụng kinh Du Lan này, bị nghe nè, rồi bị nghe những đức giảng bị nghe rồi nè. Nhiều người mình đi á, có chồng quý vị nghe quý vị biết rồi nè, nhưng mà bây giờ mình không có năng lực làm được luôn rồi. Vì mình bày ra một gia đình mình, bây giờ mình muốn làm cho gia đình mình cũng không được luôn rồi đó quý vị. Muốn lo cho cha mẹ mình không được luôn rồi đó quý vị ơi. Thấy chưa? Đó. Nên bữa đó quyển sách Hòa Thượng mình viết á, mình cứ là lớn lên là mình lo cho cái người khác, chứ cha mẹ mình không có lo được quý vị. Mình không có lo cho cha mẹ mình được. Cái đoạn kinh Du Lan nói á, cha mẹ mà la gầy á, thì kênh lại nghinh lại, nhưng chồng đánh liên miên á, thì cam lòng chịu, chẳng có hờn trách gì chứ. Có không? Thấy chưa? Nó xác thực chưa? Trong kinh Phật dạy chưa? Chồng có đánh không? Có, nói gì cũng có chứ. Hiểu không? Các vị thấy có mà. Nó đánh mà khi nó còn chữ nữa nghe. Nó đánh mà khi nó còn chữ nữa. Nó chữ mặt mày này mặt kia, mà nó chữ không phải mặt mình không nghe, mà nó chữ mặt mình, mà nó xuyên qua mặt cha mẹ mình. Có không? Đó, có luôn. Dữ dằn thiệt à. Nó chữ mình mà còn xuyên qua cha mẹ mình luôn. Rồi nó chữ xong, nó chưa xong nữa, nó còn quýnh nữa. Mà quýnh bầm mặt bầm mày. Quýnh xong nó mua thuốc gì nó tho. Nó, có những thằng nó cũng tho thuốc á. Có thằng nó quýnh xong nó mua thuốc gì cho uống. Rồi cho uống thuốc xong nó còn xử lý nữa chứ. Nên nó có cái bà cụ kia, bà nói là hồi đó chồng bà mới cưới bà về, là bữa đầu tiên động phòng nó không động. À kìa, nó vô duyên cái ghê thiệt. Bữa động phòng nó không động. Hỏi vậy nó làm cái gì? Nó làm nó quýnh. Nói là cha mẹ nói á, cái gì à, thương con hả? Dạy con thì dạy lúc còn thơ, dạy vợ dạy lúc ban sơ mới về. Nó đè ngay cái bữa động phòng nó quýnh. Là từ đó vì sao nó quýnh lại ra hoài. Thì như đức nói với bà vậy thì chồng bà nó đánh bà nhiều vậy, chắc là bà không có khổ gì đẻ chữa đâu đúng không? Vì nó ghét, nó đâu có thương đâu mà đẻ chữa. Chắc là nó đánh thì nó đâu có thương đâu mà bà khổ gì đẻ chữa. Nó nói tờ ô thầy, ô thầy, thằng này nó kỳ lắm, nó đánh xong nó mới thương tớ. Đây nó kỳ con cái chợ. Cái kỳ á, chồng bà kỳ á, nó ờ thầy, nó đánh xong nó mới thương thầy. Nó đánh xong nó thương, không cho nó cũng phải thương. À, không cho nó thương nó cũng thương nữa. Rồi như đức hỏi vậy à, bà đẻ mấy đứa con cho ổng? Dạ 7 đứa. Đánh quá trời đánh luôn, đẻ 7 đứa nữa. Mà lúc đó là bà nhiêu tuổi phải không? 71 tuổi. Mà bà đi lên chùa mình á, bà tu, bà lên chùa mình bà tu, xong rồi bà nói là thầy ơi thầy, con trả nợ chồng con tới bây giờ 71 tuổi rồi, mà bây giờ ông chồng con ổng còn chưa tha con. Ổng cũng 71 tuổi bằng tuổi con, ổng già như vậy rồi đó mà ổng còn chưa tha nữa, vẫn còn đánh và vẫn còn thương. Bà nói vậy, bà nói ông này con nhận khỏe thấy ghê. Bà lên chùa bà tu, ổng lên ổng bắt dìa
ghê không? Mà ông tướng tá bự con mà ông hung dữ, mặt mày ghê gớm lắm. Đẻ cho ông 7 đứa con bị quýnh te tua tả tơ. Rồi 71 tuổi muốn đi vô chùa tu mà không cho vô chùa tu, đem về tiếp tục quýnh nữa, thương nữa. Đúng là đến cái cõi đời này, trong kinh Phật nói là khổ không thế nào nói hết. Quý vị công nhận không? Ngồi đây quý vị ngồi suy nghĩ, phải khổ không thế nào nói hết không? Nhân Đức nói cho quý vị nghe, nghe trong cuộc đời này có những người, người ta giấu cái khổ đau quý vị. Ta nghĩ là nhà người ta giàu, người ta có địa vị, người ta là một con người được nhiều người biết đến. Cái khổ đau người ta phải ẩn giấu, người ta phải che giấu cái khổ đau. Bước ra ngoài người ta nở nụ cười, người ta ra vẻ như ông này bà nọ, nhưng mà bước về nhà là màn kịch của gia đình. Quý vị hãy nghe như vậy để mà suy nghĩ cho kỹ đi. Cái màn kịch của gia đình này nó sẽ giúp quý vị giải thoát được không? Quý vị cần nghe Phật Pháp gì nè, để rồi quý vị tiếp nhận Phật Pháp đi. Rồi mỗi ngày nghe những Đức giảng mà cừ thật lòng từ tâm đi, để nó cởi mở cái khổ đó đi. Chứ quý vị đi ôm cái khổ mà bị giấu làm chi, rồi đến một ngày nào nó cũng đỏ lạc à. Đó, đó. Nên từ nơi đó quý vị biết rằng thà mình sống đơn giản mà một gia đình hạnh phúc, còn hơn là địa vị giàu sang mà không có hạnh phúc gia đình. Quý vị biết rằng gia đình là tế bào của đất nước. Nếu như một gia đình mà nó không được hạnh phúc, vậy đất nước làm sao thịnh vượng quý vị? Cái thịnh vượng của đất nước là do giáo dục làm đầu. Nếu như mất đi nền giáo dục, con người ta hư hết, vậy thì làm sao mà phát triển được đặc biệt quý vị? Nó mà quý vị coi cái xã hội bây giờ ly hôn quá trời, ưa ly hôn quá. Nó, con người ta càng ngày càng khôn, sống thấy không phù hợp thì chia tay, kiếm cái đối thủ nào phù hợp. Mà làm sao mà nó phù hợp với cái tâm mình không biết đủ. Nó vừa hợp được một thời gian thì nó thấy chán nản, thì nó không phù hợp nữa. Cuối cùng mình lao theo cái dòng sấy của cuộc đời, nó cuốn hút mình vào cái dòng sấy đó. Do cái không biết đủ, không biết dừng, mà chúng ta như con thiêu thân lủi đầu vào lửa. Những cái đoạn giảng này quan trọng lắm, thật sự. Nên cái người cho mình thông minh mà đi hưởng thụ của cuộc đời này là con thiêu thân đó quý vị à. Đó. Nên cái hạnh phúc của chúng ta là mỗi ngày được nghe Pháp nè. Chúng ta biết dừng lại, biết dừng lại. Nên khi ông vô não á, ông đuổi dược Phật, ông giết. Đức Phật đưa bàn tay cái Đức Phật nói: này vô não, dừng lại. Xong rồi cái vô não cứ đuổi theo Phật, mà Phật đứng tại chỗ mà vô não cứ đuổi theo hoài, đuổi không được Phật. Vô não kêu: ông Cù Đàm, đứng lại. Cù Đàm đứng lại. Thì Đức Phật nói: ta đã đứng lại rồi, ngươi cũng nên đứng lại đi. Ủa ông chạy gì mà đứng cái gì? Ta đứng rồi. Đứng cái gì? Ta đứng cái tâm ác độc, cái tâm ác ý, cái tâm xấu xa, ta đứng lại rồi, ngươi hãy đứng cái tâm đó lại đi. Không? Nên từ nơi đó quý vị biết rằng con người mình nó lao theo cái dòng sấy cuộc đời, rồi mình khổ à. Ngày xưa mình có căn nhà lá, mình ao ước gì có căn nhà che mưa che nắng được được là được rồi. Vậy mà mình có cái căn nhà đúc thì mình gặp căn biệt thự kia, mình nói công nhận thì nghe, căn biệt thự gì đặc biệt ghê. Mình nhìn căn biệt thự, rồi mình có căn biệt thự rồi thì mình lại nhìn căn biệt thự trên Đà Lạt, để lâu lâu vợ chồng con cái lên đó hóng gió đồ chơi. Vì thấy cuộc đời nó có cho vị đủ không? Nên mình như con thiêu thân đúng không? Bị cái danh lợi chói buộc để lôi kéo dẫn dắt mình đi đến cái chỗ khổ đau và đọa lạc. Đó. Nên mỗi năm cái ngày sinh nhật là nhắc mình đứng bớt lại đi, dừng bớt lại đi vị ưu. Nè, cái hội chúng giảng Pháp mà cũng đồng hành, quá đồng hành. Đó, đó, phải đồng hành vậy đó mới ngon lành ha. Không, nên vậy người ta mới giảng cho nghe. Chứ người ta giảng mà ngồi ở dưới mà
đứng lên đi về luôn. Tôi chào mấy người tôi để tôi nghỉ giảng ở đây. Giảng mà mặc như kênh kênh tiếng ghê quá. Hiểu không? Người ta giảng ra đây mà dưới ngủ rồi có tôi đứng tôi đi về bây giờ cho biết. Hiểu không? Nên từ nơi đó mà mình phải làm sao mà giúp đỡ nhau. Giúp đỡ nhau để dễ thành tựu. Thấy chưa? Nó bây giờ quý vị thấy đi về đây những đức tiếp bị tới bờ tới bến mà. Thấy không? Quá tiếp luôn mà. Hiểu không? Một ngày mà bốn thờ tiếp hết trơn rồi còn cái gì? Không mà công nhận hôm qua. Đặc biệt. Hôm qua là phải dùng cái câu này nè. Chí thành cảm thông. Đúng quý vị? Chí thành cảm thông. Trời ơi. Hồi lúc mà như Đức ra nói chuyện nghe, mà lúc mà còn 15 phút đi như Đức ra nói chuyện nghe. Đứng ở bên cái căn nhà đi nhìn lên trời. Thật sự. Trong lòng như Đức nói một câu, cái nơi này đang tu thằng mưa thằng gió ơi. Cái nơi nào mà nó chưa tu hoặc là nó đang đi chơi đồ thì mưa chỗ đó đi. Đúng không? Bây giờ cái nơi này là đang mưa nè. Tôi không có gì tôi cái gì chứ nha. Các vị còn dữ hơn tôi, cao hơn tôi mà. Mà bây giờ tôi đang tổ chức cho người ta tu. Người ta giờ này đang tu. Thằng mưa thằng gió chùm mưa lại đẩy chỗ khác. 100% thì đứng như Đức trong lòng nói vậy đó quý vị. Nói bây giờ là tôi chuẩn bị xuống nè. Qua giảng pháp nè, giờ mưa tùy các vị. Bây giờ chỗ này người ta tu người ta ngồi nheo nhóc chứ mà chuyển đen kịnh hết trơn rồi. Bây giờ mình đã ra chặn rồi sao mà lùi bước. Từ khi là mưa ầm ầm thì thầy trò tóc chạy thì kệ thôi. Đúng không? Mình chơi vậy cũng hết mình rồi. Không, tôi nói thiệt nghe. Quý vị mà gặp người bạn như tôi là ngon trong cuộc đời. Đúng không? Bạn gan dạ chịu chơi. Đúng không? Giống cái câu miền Tây nói chơi xả láng sáng có gian mấy cài về. Hiểu không? Không, tôi nói cái gì nói nghe. Có tiền không có tiền vậy, giàu nghèo gì mặc kệ. Nhưng mà đã dơ là chắc chắn là lúc khó khăn giúp được là giúp liền chứ không có trốn. Không có bỏ trốn nghe. Chơi là phải chơi ghen. Nó, mình chơi mà một ngày nào mình á, mình khổ mình đi tìm người ta, người ta bỏ mình rồi sao? Khi mà người ta cần mình giúp được là mình làm liền. Cái gì mình nói rõ ràng chứ không phải là người ta khổ mà người ta tìm mình là mình trốn. Mình chơi vậy hèn lắm. Hiểu không quý vị? Quý vị thấy có bao giờ Nhân Đức lên chương trình mà Nhân Đức bỏ rơi quý vị không? Từ khi là ngoài cái vị trí kiểm soát của mình. Hoặc là bữa đó tự nhiên test xỉu. Hiểu không? Chứ ngoài ra quý vị thấy có bao giờ bỏ vị đâu. Cỡ nào cũng tính cho tới cùng luôn. Hôm qua mà công nhận thiệt, vừa giảng pháp mà vừa trời mưa lâm râm. Ghê thiệt chứ. Lâm râm mà không mưa nghe. Giảng kịch liệt luôn. Cuối cùng ra tụng kinh lâm râm chút phải không? Xong tới lễ Phật một chút, cuối cùng hết mưa luôn. Đúng là cái bữa hôm qua đó quý vị, là cái bữa hôm qua là cái bữa mà nó nhiếp tâm. Nó nhiếp tâm vì sao quý vị biết không? Một là mình phải cầu nguyện làm sao cho được có mưa. Cái lúc đó lễ Phật tụng kinh tổ quá trời luôn quý vị. Quá dữ dằn luôn, nghe không? À, giống như có cái bà này, bà thường là gặp cái hầm đó bà sợ lắm. Bà không có bao giờ mà bà đi mà bà dám mà bà lội ngang cái hầm. Có một bữa nọ thì có cái thằng ăn cướp nó cầm cái dao. Bà đang đi cái tự cái thằng cái cầm cái dao nó nói, bà để đồ lại tôi giết bà. Bà tóc quá chạy. Bà chạy tới cái hầm bà nói bữa nay là phải lội qua hầm thôi. Ồ, bà lội qua du qua. Bà chạy tới nhà luôn, thằng ăn cướp chạy thôi không kịp. Từ đó về sau bà mới nói với cái lương tâm bà rằng thì ra mình là bị ám ảnh cái hầm, chứ thật sự thì mình có khả năng vượt qua cái hầm. Hiểu không quý vị? Câu chuyện này sâu sắc lắm nha. Câu chuyện này muốn nói lên rằng là chúng ta sống trong cuộc đời này, tất cả những gì người khác làm được ta sẽ làm được. Hãy tự tin, đừng bao giờ mắc
cái sự tự tin đối với chính mình, hiểu không? À. Rồi có những người ngồi đây mà ưa có tính sợ ma, ngộ ghê. Người mà sao ưa sợ ma quá. Những đức nói với vị nghe, nghe vị sợ con người ngon hơn sợ ma, con người nó ác hơn ma. Hãy bình tĩnh mà suy nghĩ kỹ đi. Tàu ơi, con người mà nó chịu ác mà nó ác kinh lắm. Chứ ma những đức thấy đâu có gì đâu ác. Ma có gì đâu ác. Hồi xưa vậy vị có thấy ma giết người không? Hả? Có thấy ma giết người không? Quý vị hồi xưa vậy có bao giờ quý vị thấy mà ma hiếp con gái người ta không? Có không? Có con người không? Vì thấy có bao giờ quý vị thấy ma ăn cướp không? Ma ăn cắp đồ không? Vì có thấy ma lấy vợ người ta không? Lấy chồng người ta không? Toàn là con người làm không à? Vì thì con người đáng sợ hơn ma. Đúng chưa? Nếu như con người mà không nghe đạo, con người mà không biết tu là họ đáng sợ hơn ma. Vậy mà quý vị phái gần con người thì sợ ma là sợ cái gì? Nên ma không có gì phải sợ hết trơn á. Tại vì ma cũng như chúng ta thôi, mà họ còn hạ hơn chúng ta một cấp nữa. Họ phải nhờ chúng ta giúp đỡ họ. Nhưng mà mình đi sợ họ, nên mới có câu nói là ma bắt coi mặt người ta. Nó thấy đứa nào nhát nhát thì nó lợ nó chọc hoài. Đứa nào nhát ma mới chọc nghe. Nghe không? Từ hôm nay mà những người sợ ma thôi, đừng có sợ ma nữa nghe. Được không? Nó từ nơi đó mình phải bình tĩnh chứ. Cái người mà ưa nhút nhát sợ ma là dễ bị ma nhập. Còn mình gan dạ, mình mạnh mẽ, ma nào nhập mình? Hiểu không? Đó, nên bằng đêm mà gặp ngủ mà gặp ác mộng này kia đó, sáng thức dậy rồi thôi, đừng có sợ. Gì đâu sợ. Trong kinh Kim Cang Phật nói là tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng. Pháp hữu vi là cái pháp thấy trước mặt mình. Cái gì mình thấy đã qua rồi là cho qua, không có suy nghĩ tới. Đêm hôm dù là ác mộng gì, ngày mai thức dậy là xong chuyện, khỏi cần suy nghĩ bàn tán chi cho nó mệt. Hiểu không? Đó, vì nghe gì cái tâm thoải mái chưa? Quá thoải mái luôn. Quá thoải mái luôn. Giãn sức hồ mồ hôi hột luôn. Nữa nước có để bên trái không? Kỳ cục ghê. Mấy người này kỳ quá. Đưa người ta phải để bên phải. Nhớ nè, cho người ta cái gì đó phải thuận tiện cho người ta. Nghe không? Cho cái gì phải thuận tiện nha. Đừng có làm khó người ta quá. Sau này bị có khó lắm. Nghe không? Nó, nên Phật tử mà như đức dạy mấy cô á, mình là người buông xả niệm Phật giảng sanh dễ, không có khó tính nữa. Hiểu không? Nó không có làm phiền người ta khó khăn quá, nghe chưa? Cả mình cho tiền con mình cái gì nữa, cho không cho thì thôi, chứ đừng có chữ rồi cho. Nhiều bà bệnh bị cái bệnh này lắm nè. Cứ con nó lại nó xin tiền, cái chữ nó chữ này chữ kia một chút, nè mày lấy đi, mày ăn giọng gì mày ăn đi, cầm tiền mày ăn giọng gì mày ăn đi. Cái này là một cái hành động cực kỳ tệ, không có giáo dục được con của mình. Thí dụ như bây giờ con mình nó xin tiền, mình nói bữa nay mẹ không có tiền, một câu thôi là xong, rồi đi chỗ khác chơi. Bữa khác xin tiền nè, cho con nè. Cho là cho liền, còn không cho là thôi. Chứ đừng có chữ. Chữ xong rồi cầm tiền liền vô mặt, mày ăn giọng gì mày ăn đi. Quý vị thấy tệ không? Mà trong đây có người phụ nữ gì không? Có, sao nói cái gì cũng có, tôi nói là có. Hay không? À, bởi vì tại sao mà không về đây nghe giảng được? Tại vì có. Nói đúng quá mà phải về nghe chứ. Hay không? À, rồi quý vị thấy, bây giờ tất cả những người phụ nữ đây, quý vị ngồi ở đây, phải quý vị là nhiều người phụ nữ đây phá thai lắm đúng không? Nó có nữa đấy chứ. Cái này đầy nè. Cái xã hội bây giờ mà mưa gió thất thường, bốn mùa xuân hạ thu đông bị lộn lại là do cái nghiệp phá thai mà ra.
Nhiều đứa nhỏ bây giờ nó nghĩ rằng cái chuyện phá thai cũng như là một cái giọt máu vậy đó, không có dính dáng gì chuyện giết người bậy. Nó không có linh thức nhập vào cái giọt máu đó, làm sao mà biết mình mang thai. Mình vừa biết mình mang thai là trong bụng mình đã có một linh hồn rồi. Mà mình phá cái giọt máu là giống mình giết cái mạng người ta rồi. Là cái hồn phải sức đi vất vơ vất vưởng làm cô hồn đó. Nên mình đi phá thai dù là một giọt máu, nhưng đó là giết một mạng người. Phá mấy giọt là giết mấy mạng người. Nên cái người mà phụ nữ mà mang nghiệp phá thai, cái vị khó có được hạnh phúc lắm. Những đức nói gia đạo bị thường phiền phức lu bu lộn xộn, hiểu không? Bây giờ mình phải tu nhân tích đức, chứ không phải rằng tạo nghiệp vậy rồi bỏ ra số tiền nhờ quý thầy tụng kinh giùm rồi lập cái bài vị xong mẹ đi phá thai nữa nghe con. Rồi phá thai xong lập giùm bài vị, đưa tiền cho quý thầy tụng kinh giùm, rồi mẹ đi phá thai nữa nghe con. Cái chuyện này dễ ăn lắm ha. Tạo ra rồi bỏ số tiền ra là xong hả? Riêng á, ai thì nói xong, nhưng tôi thì tôi không có. Tôi không bao giờ mà tôi lãnh cái này hết trơn á. Quý vị có đưa tôi 1 tỷ tôi cũng không lãnh cầu siêu cho con quý vị nữa. Muốn cúng 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 thì thôi. Tôi lãnh tôi làm không được, nó theo tôi thì sao? Thí dụ như bây giờ đi, mình với người đó quán thụ nhau, thì chính bản thân mình với người đó phải quá giải. Người ta chỉ là làm nhịp cầu nói để phân tách ra cho mình nghe hai bên, rồi hai bên tự quá giải. Mà bản thân mình phải có thành ý kìa. Này mình vô tình quá mà mình giết người ta, mình làm phiền phức làm khổ người ta, xong mình đưa tiền một cái phủi qua một bên, mình nói xong rồi, đố mà xong. Quý thầy chỉ là cái cầu nói thôi. Mà cái cầu nói là từ cỡ tôi giảng nè mới là cái cầu nói nè, chứ không phải giỡn đâu. Còn nếu như mà bình thường tụng một hồi kinh chưa chắc đâu, vì nó không hiểu nguyên lý. Tụng hồi kinh nó đâu có hiểu cái nguyên lý, không ai giảng nó nghe, nó đâu có chịu buông ra. Mình làm cầu nói đó cũng không nói được nữa. Phải cần giảng như vậy nè, để chỉ người ta một con đường giải thoát. Rồi đó bản thân quý vị phải tu nữa, thì tức khắc người ta thấy quý vị thay lòng đổi dạ, thay đổi tính tình, làm quý vị là chuyển cái tâm xấu làm tốt rồi, thì lúc đó người ta mới tha thứ cho quý vị, nghe không? Còn cái chuyện mình cúng dường tam bảo là mình tu phước tu duyên, chứ đâu phải quý vị đưa tiền những đức là bắt những đức phải cầu siêu giùm, nghe không? Cầu cầu mà có siêu siêu kỵ mồ. Chuyện này gán chịu, hay không? Nhớ nghe, tôi nói là nói rất rõ ràng rồi đó. Chứ đừng có nói rằng là tôi bỏ chút định tiền vô là cầu siêu được. Chuyện nó dễ quá. Vậy thì tôi khỏi đi tu luôn đi. Ra đi chơi tạo nghiệp tá lả âm binh luôn. Lâu lâu đem tiền vô cầu siêu giùm đi. Khỏe re, ăn chay ngồi tu đau chân cũng chết. Đúng không? Đi chơi ngon hơn, đúng không? Nên cái gì nó cũng có cái giá của nó hết quý vị ơi. Quý vị đừng có nói mà mình tạo nghiệp rồi cái mình phủi qua một bên. Nó quý vị nghe đi nghe. Nó có nhiều người mà người ta đi chùa mà người ta đi mà dòng do tâm quắc á. Người ta trước khi người ta đi á quý vị, người ta in 10 sắp giấy. Trong cái sắp giấy đó người ta ghi từ đời ông cố tổ, người ta ghi xuống. Bên nội bên ngoại người ta ghi nguyên một cái sớ dài cỡ 2 thước. Người ta xếp lại. Xong người ta đi lợi chùa, người ta cúng, người ta nhét vô đó 100 ngàn. Rồi kêu đọc nguyên cái sớ đó, nội mà đọc không cũng muốn le lử. Có 100 ngàn. Ghi từ đời ông cố nội, ông cố sơ gì nó dài xuống ghi tá lạ âm binh. Vì nhớ cái hành động làm này không có hiểu biết. Mình đi chùa là mình phải nghe giáo dục kìa. Tôi đi giảng cái mặt tôi nghinh vậy đó, mà tôi nói với vị để ý đi. Nói nó dính đó chứ không phải chuyện giỡn chơi đâu. Tại vì chờ phú tôi cái mặt nó nghinh rồi. Hiểu không? Có bà kia bà nói hồi xưa mới nghe thầy thấy ghét lắm, nhưng mà nghe xong giết mê. Nhiều người nói vậy mà, thì cũng như quý vị đây thôi, quý vị cũng mê những đức mà. Thấy không? Nên từ nơi đó quý vị biết rằng
Nếu bây giờ mà quý vị kêu Như Đức sửa cái mặt lại thì Như Đức làm sao? À quý vị à, à thầy hôm nay à nói với quý vị nghe nghe không? À, phải nhớ cố gắng nha. À phải cố gắng. À, cố gắng tụng kinh niệm Phật nha. Đó, vậy thì quý vị thấy kỳ không? Nó phù hợp với những đức. Vậy mà những đức kinh kênh vậy mà coi được. Thôi kệ, mình vẫn là mình đi ha. Mình vẫn là mình là chắc nhất. Giảng lâu lâu thì cũng có những người ta bình luận, ta nói thôi thầy ơi, thầy giảng gương mặt dễ thương chút đi. Thì ta nói à, dễ thương thì cũng được, thì nó à cố gắng dễ thương. Kiểu này là thôi rồi, không có phù hợp. Có những người người ta làm vậy thì phù hợp nghe, nhưng mà riêng mình làm gì không phù hợp. Hồi xưa những đức giảng, những đức chỉ là thẳng thẳng lắm, bây giờ là ít chỉ rồi đó nghe. Ngày xưa những đức ưa chỉ lắm, mà ngày xưa những đức chỉ là cái tay những đức nó gồng ghê lắm. Ngày xưa công nhận không? Mà bây giờ là tôi chỉ nhẹ rồi đó nghe. Bây giờ là tôi chỉ là cũng nhẹ. Tôi nhẹ rồi đó nghe, là được lắm rồi đó. Chứ quý vị nhớ ngày xưa bị ngồi gần gần không? Sợ trúng mắt thấy mồ. Mà những đức giảng những đức ưa ôi dối luôn, dối. Mà ghê lắm nghe. Có khi dễ mà có cái bà đó, bà đó nói cừ, nói con là con quý thầy lắm, nhưng con mới chịu nổi thôi. Con xin lỗi thầy nghe. Một là thầy miệng rộng quá. Khi thầy giảng á, thầy la quá, nước miếng văng ướt mặt thôi. Xong rồi những đứa nói vậy sao từng nào tôi cũng thấy bà ngồi đây chứ ạ. Mà bà nói cái gì? Bà nói quen rồi. Quen rồi, thấy chưa? Không, cuộc đời này ngộ nghe quý vị. Không mà ngồi nghe tôi giảng mà vậy thì quen thì cũng được đi. Có những người mà người ta có chồng mà gặp ngay ông chồng hôi cánh, mà họ nói là họ quen, mà bữa nào không có cái mùi cánh đó là không chịu nổi. Ghê chưa, thì thấy cuộc đời này nó quen chưa. Vậy thì bây giờ chúng ta đổi lại đi. Quen cái gì? Quen niệm Phật. Hiểu không? Giờ quen niệm Phật đi. Tại vì quen cái ngũ dục lục trần ở trong cái cõi đời này nó không giải thoát. Nếu như mình quen niệm Phật thì đời này mình giải thoát. Mà mình quen niệm Phật rồi mình giải mã những cái không vừa lòng vừa ý kia. Vì cái niệm Phật là cái nguồn gốc để giải mã những cái không vừa lòng, không vừa ý trong cái cuộc đời này. Đúng không? Đó, thấy hay không? Đi vòng vòng mà đưa vô, thấy chưa? Đó, cái này mới là cái tuyệt chiêu nè. Thấy không? Cái môn gì cũng vậy, giống như đá banh cũng vậy thôi. Nó phải lừa tới lừa lui rồi nó gần cung thành mới xúc. Chứ nếu như cái thằng háo thắng quá, nó đứng từ xa nó xúc bậy bạ thì đuổi mày ra khỏi xa. Mày không biết chuyền bóng, đúng không? Thì phía cô cũng biết mà. Cái môn chơi nào cũng vậy, nó cũng phải có từ từ, đúng không? Nó mới cảm thấy hứng thú. Chứ nếu như mà ban vô là xúc người ta, ai chịu nổi. Nên giảng pháp cũng vậy, cũng quay vòng vòng rồi xúc. Hiểu không? Đó, đó là cái đó là cũng là nghệ thuật lắm chứ không phải giỡn đâu nghe. Đúng không quý vị? À, giảng ngày 3-4 thờ mà người ta chịu nghe là cái điều này không đơn giản á. Nó phải giảng làm sao mà nó có cái sai vô. Để chi phải không? Vì chúng sanh nó sai nhiều quá. Giảng cái sai vô để cho nó thấm ngay cái sai của nó, rồi mới lấy cái sai của nó ra, mới để câu Phật hiệu vô, thì nó mới chịu được. Đúng quý vị? Còn nếu như mình giảng kinh giáo không, mình giảng tốt không á, thì con người ta nó không có phù hợp, vì mình sai nhiều quá, mà không có trúng ngay mình cái gì hết trơn á. Vậy làm sao mình tiếp nhận Phật Pháp được? Nên mình phải đưa mình ra sai, mình đưa mình ra tầm bậy, xong mình mới lấy cái tầm bậy, cái sai của mình mà mình điều chỉnh lại từ câu Phật hiệu, nhờ câu Phật hiệu giúp mình. Còn người ta nhìn từ mình sai quấy như vậy, mà niệm Phật mà bây giờ mình phát tâm như vậy, thì người ta lúc đó người ta mới tiếp nhận Phật Pháp. Đó, nguyên lý đó là như vậy đấy. Nên quý vị khi nghe mà những đức giảng, quý vị thấy nó không có buồn ngủ được là do gì? Nó giúp quý vị, nó gọi là phấn chấn lắm. Với lâu lâu nó la một hai tiếng, chứ cách giảng mà vỗ tay nó cũng hay nữa. Vì sao biết không? Nó vỗ tay nó giúp mình đỡ buồn ngủ.
Nhớ nghe. Mà khi quý vị mà vỗ tay á, là tự độ và độ tha. Nó ngộ ha, xưa chưa từng nghe câu này luôn. Vỗ tay mà tự độ độ tha là sao thầy? Tự độ là khi quý vị vỗ tay là hoan hỷ. Độ tha là khi mình vỗ tay cái người kế bên nó sắp sửa ngủ, nó giật mình, nó thức. Lỡ tha, đúng chưa? Vỗ tay thì có ai ngủ đâu. Nên những cái người mà nghe giảng pháp hay nghe ca nhạc là phải vỗ tay lên để lỡ tha nghe. Cái bà ngồi kế bên mình bà ngủ gục á, mình vỗ tay cho lớn lên. Còn muốn khiều là phải xem lại thời tiết nhân duyên. Có cái bà đó, bà ngồi bà tụng kinh. Bà ngồi bà tụng kinh bà làm nè. Cái bà ngồi kế bên bà làm nè, khiều. Ê bà không gặt nó mà bà nhắm mắt. Hồi nãy thì bà làm gì nè, bà này bà khiều một cái, bà không gặt gì nữa mà bà nhắm mắt im gù. Bà kia khiêu thêm một cái, nó bà quay bà làm nè. Người ta đang tụng kinh sắp sửa vô định rồi, bà khiêu một cái sức định luôn. Mai mốt đừng có làm gì nữa nghe. Cái tính tôi tụng kinh là vậy đó, vậy thấy không? Nên những đứa mới nói là quý vị phải nhìn thời tiết nhân duyên, coi cái con người đó với mình có hợp không. Chứ con người người ta cái ngã dữ lắm. Tuy ngủ vậy đó mà mình khiều một cái là cái ngã mạng nó nổi lên. Mắc cỡ quá. Làm bộ. Cái này là bồ đề gai sắp nổi ra, bị khiều thêm một cái nữa. Ê. Cái tính tôi tụng kinh là nhắm mắt không mà nghe. Thấy chưa? Vậy thấy có chuyện xảy ra chưa? Nên mình vỗ tay nó không có nói được mình cái gì. Mình vỗ tay cho lớn, mình đưa cái tay mình gần cái lỗ tay nó. Vỗ. Mà muốn vỗ cho con nhỏ ngồi kế bên nó thức á, là khi cái tay quý vị bên đây nè, cái lỗ tay nó bên đây phải không, là cái tay quý vị phải co lại, quý vị đưa cái lỗ cái gì nè, bị vỗ vô thì cái lỗ nó xẹt vô cái lỗ tay đó, nó bóc 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 vô lỗ tay nó tức liền. Nó có chiêu đúng không? Nhưng mà nó đâu chắc được mình đâu, tao vỗ tay mà, tao đâu có làm gì mày đâu, tao vỗ tay hoan hỷ mà, đâu có gì đâu. Không, vậy mà nó thức đó. Nên vỗ tay gọi là tự lợi và lợi tha. Bây giờ vỗ tay nhiều liền, thấy chưa? Không. Nhớ nè, khi người ta chia sẻ Phật pháp cho mình nghe mà mình ngồi mình ngủ. Cái bà kia bà hỏi: dạ thưa thầy, thầy chia sẻ Phật pháp mà con ngủ nó có công đức hơn hay không thầy? Con á thì thầy chia sẻ Phật pháp con ưa ngủ lắm, mà lúc nào hồi hướng là con mở mắt ra, con ngủ nguyên thờ luôn, khi hồi hướng là con chắp tay liền, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả. Nhưng Đức nói: bà đừng có ác quá. Hỏi sao? Sao mà con ác thầy? Bà đang ngủ thì thôi, mà còn đem cái ngủ bà giải cho khắp nơi nơi, người ta ngủ theo. Bà ngủ nguyên thờ, bà chắp tay lên nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, thì ai cũng bị ngủ hết trơn rồi. Nên tôi nói những người nghe pháp mở mắt ra. Thấy chưa? Ví dụ như ca sĩ người ta hát rồi mình ngủ, vậy thì mình gieo cái nhân là sau này mình hát người ta ngủ, đúng không? Nó bây giờ ví dụ như vậy, như Đức giảng pháp đây có cái bà ngồi trước mặt bà làm nè, mình sao giảng được? Trước mặt mới làm sao giảng? Thì cái nhân quả đó sau này mình giảng pháp người ta ngồi dưới người ta gục gặt lại quê. Gieo nhân đầu gặt quả đấy chứ. Bây giờ tôi giảng pháp mà không ai ngủ chân là do gì? Tôi đã từng nghe quý vị giảng, tôi không có ngủ. Hiểu không? Nên khi bây giờ mình mà nghe ca sĩ hát là mình phải vỗ tay lên, mình phải sống động lên, đúng không? Gieo cái nhân vậy chứ. Khi người ta hát nhiệt tình quá trời mà. Bởi vì mấy anh chị ca sĩ đến chùa mình hát, hát hết lòng hết dạ. Hát sao mà
nhạc đi sau mình đi trước. Ác quá dữ luôn. Ác ở đây riêng chùa mình là chơi là vượt trội không à, hiểu không? Nó còn người ta chơi, người ta hát mình dữ ít, hiểu không? Mình cũng có nhiệt tình chứ, hiểu không? Ví dụ bây giờ nhà Đức giảng pháp bị dữ, bị làm gì thì không đúng, thì vỗ tay thôi được rồi. Còn ca sĩ thì mình mình làm gì chứ, để cho người ta hát, người ta cảm thấy người ta vui. Mà người ta vui mai mốt người ta rủ bạn người ta, ví dụ như giờ anh Quy nè, Trương Đăng Quy đi, anh lên chùa mình hát đi, anh hát xong anh về anh gặp mấy bạn hát với ảnh, anh nói công nhận nha, đi lợi với chùa nó hát vui lắm mày ơi. Vui ghê luôn, quá vui luôn mày ơi, nghe ông thầy giải cũng vui nữa mày. Mày đi hát với tao nghe, thấy chưa, rủ được. Mà rủ được một người đi đến chùa mình hát là có phước lắm. Vì sao? Vì người ta được tiếp nhận Phật pháp, thấy không? Đó, giống như Hoa hậu Kim Thoa lại đây hát, mà rủ được nhiều người lại đây hát, thấy chưa? Thì mỗi một người đều có đồng nghiệp hát thì rủ. Nó nên giống như Dương Ngọc Thái, mai mốt tới ảnh rủ, mỗi người rủ được số người. Thí dụ như mình rủ người ta đi nhậu, rủ người ta đi đua xe, rủ người ta đi quýnh bài, rủ người ta đi chơi bờ bảy bạ, có tội. Mình rủ người ta đi tu, mình rủ người ta đi hát cho người ta vui, hát đàng hoàng, không có phải là mình nhảy nhót sùm. Mình hát đàng hoàng, mình hát nhạc Phật giáo, nhạc đạo đức, rồi nhạc hiếu thảo. Vậy thì tức khắc mình rủ những người đi hát gì có phước. Có phước rất là lớn, không giỡn đâu nghe quý vị. Phước mà duyên lớn nữa đó. Cho nên ngày nay chúng ta chia sẻ là ý nghĩa của ngày sinh nhật, thấy không? Quý vị nghe nãy giờ đó, là con người chúng ta, mỗi người làm con phải làm cái gì đó ý nghĩa trong cuộc đời này. Khi mang cái thân này có của cha có của mẹ, đó là mình đang tưởng nhớ đến cha mẹ. Rồi á, ngày sinh nhật của cha mẹ mình thì mình cũng phải làm một cái gì đó để cho hồi hướng cho cha mẹ mình. Còn cha mẹ mình lớn tuổi mà mình mừng thọ cho cha mẹ, có cái bà kia bà nói: dạ thưa thầy, con á 70 tuổi thì con của con á nó mừng thọ cho con, mà mỗi lần nó mừng thọ là nó giết 12 con gà và con heo. Con xin thầy dạy con là nó làm vậy con có tăng tuổi thọ không? Những Đức nói không biết có tăng không, mà bà có thể sống tới 85, nhưng mà nó làm cái kiểu đó chắc bà 2 năm nữa chết queo. Thì biết rằng ăn chay phóng sanh là tăng trưởng tuổi thọ và sức khỏe, có đó là Phật dạy nghe. Mình đã được thọ mạng thì bây giờ mình mừng thọ cho cha mẹ mình, là cái ngày đó đó là mình phải mua gạo cho người nghèo, mình niệm Phật, mình lễ Phật, mình phóng sanh, mình đãi đồ chay. Còn mình còn mua máy nghe pháp, máy niệm Phật, mình tặng cho người ta đi đến nơi đó nữa. Vì mình đem công đức mình hồi hướng cho mẹ mình thì mẹ mình tăng trưởng tuổi thọ. Nhớ nghe quý vị, mẹ mình là được tuổi thọ, cha mình được tuổi thọ là nhờ ăn chay niệm Phật phóng sanh mà được tuổi thọ. Mà bây giờ mình đi sát sanh đi mừng thọ sao được, hiểu không? Còn con mình á, khi mà được đẻ ra mình mừng quá trời mừng luôn, được đứa con đẻ ra mừng quá, mà mình mừng khi con mình đẻ ra mà mình lại đi sát sanh hại vật, mình làm đầy tháng bao nhiêu con vật nó bị xa con nó, thì quả báo con mình phải chịu. Nên có nhiều đứa con sinh ra đúng là nó có phước dữ lắm, nó hiếu thảo, nhưng mà do cha mẹ làm không đúng mà nó bất hiếu, nó chết yểu. Là do giàu quá, rồi sinh nhật của con á, hoặc là đầy tháng thôi nôi, sát sanh hại vật quá nhiều, nên con của mình bị cái quả báo. Rồi sau này tự nhiên nó đổi cái sắc mặt, nó kênh, vì nó nghinh quý vị, phải sát sanh hại vật. Nên mình phải biết. Có cái ông đó, vợ ông mang bầu mà ông á, cắt con khỉ, mà cái não con khỉ, lấy não cho vợ ông dùng để bổ, và mua gà mà hầm và tìm cho vợ ăn cho bổ.
Vậy quý vị mà sau này bà sanh cái đứa con nó cứ gì nè, nó kinh, phải thấy quả báo thấy ghê không quý vị? Nó cái quả báo này ghê lắm đó nghe. Nên những đức nói tất cả những người phụ nữ mà đi về chùa mình mà mang thai, ăn chay trường đi, đeo máy niệm Phật suốt luôn, thấy không? Cứ ngồi đâu cái tay cũng làm vậy nè, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Từ từ cái bụng nó bự lên, nó đâu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Rồi xong cái đi, từ từ cái bụng nó quá bự, cái đi vịnh cái bụng vừa vịnh nghe, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Sau này đẻ ra trầu đứa đít nó dễ thương còn hơn cái gì, nó dễ dữ lắm luôn. Tại vì mình niệm Phật cho nó nghe, nó niệm Phật chứ sao nó thiện mà. Rồi mình đâu có sát sanh hại Phật đâu, nên mình đẻ đứa con nó hiếu thảo. Đúng rồi, đứa con này đến là nó quậy tan nhà mất mạng nè, nhưng mà không ngờ mình tu nhân tích đức sanh cái đứa con này hiếu thảo luôn. Phải hiểu đó nghe. Còn ngày đám giỗ của ông bà cha mẹ mình đãi đồ chay, đừng có sát sanh hại Phật. Ông bà cha mẹ mình giờ còn đang đọa lạc kìa, mình còn sát sanh hại Phật mỗi năm mình xả xuống. Trời ơi, những đức mà gặp ông bà cha mẹ của người ta là những đức nói: con ơi con, cháu ơi cháu, đừng có xả xuống cho tao nữa, tao khổ quá, mỗi năm tụi bay xả xuống hoài. Là mỗi lần sắp sửa tới đám giỗ là đầu trâu mặt ngựa, người ta đến ta nói nè: ông ơi, đúng ra là cái nợ ông trả sắp xong rồi, mà giờ cháu ông nó chuẩn bị màn gà cho nó, chuẩn bị sát sanh cho nó làm đám giỗ, nó xả xuống, ông tiếp tục ở đây nghe không? Tôi thấy ông khổ cũng tội nghiệp quá, nhưng mà bây giờ con cháu ông nó xả xuống ngay cái ngày đám giỗ của ông, thôi ông phải ở đây để chịu hành ngục tiếp tục. Nhớ, quý vị phải thương ông bà cha mẹ mình đúng nghĩa nghe quý vị. Hãy thương đúng nghĩa nghe. Ngày sinh nhật đồ của mình là tuyệt đối không bao giờ sát sanh hại vật. Vì ngày đó mẹ mình sinh mình khó khăn, mình sát sanh hại vật là mình phụ lòng cha mẹ mình rồi. Phật đã dạy tứ sanh phụ mẫu mà, tất cả chúng sanh đều ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình đó, Phật nói đó. Nên chúng ta bây giờ tập ăn chay là ý nghĩa lắm quý vị à. Ăn chay là đại hiếu thảo, hiểu không? Ăn chay là đại hiếu thảo. Quý vị nghe hôm qua những đứa kể câu chuyện không? Kể câu chuyện mà cái ông này mà ổng đi săn bắn đó, mà ổng bắn con khỉ con té xuống chết, con khỉ mẹ nó ban lại nó ôm con nó, thấy con nó chết xong nó ngước mặt nó la một phát, nó nằm tại chỗ nó chết luôn. Xong ông đem hai con khỉ gì à? Thì ông mổ bụng con khỉ con ra, ông làm thịt, không có gì, mổ bụng. Khi nó thấy con nó chết, rồi những đứa kể câu chuyện mà có con rái cá, thấy không? Mà nó bị trúng bẫy, nó bị thương mà nó lết gì à? Người ta theo cái giọt cái máu đó mà nó tìm nó, cuối cùng thấy nó bò về tới cái hang nó, mà nó nằm cho con nó bú, rồi nó nằm chết tại chỗ. Tình mẫu tử chưa? Con người mình thương con mình, con vật nó cũng thương con nó đó quý vị ô. Nhớ nghe. Bây giờ nhà bị có nuôi gà vì thấy không? Khi mà con gà mẹ mà nó dẫn bày đặt gà con mình kêu diêu, là gà con chạy vô gà mẹ, giơ cánh ra chùm con lại liền. Tình thương không? Thương quá trời thương luôn. Nhưng mà con gà mẹ nó thương con nó còn hơn mình. Khi con nó lớn lên cái là con gà con lại con gà mẹ mổ liền. Con gà mẹ nói nè, mày đi chỗ khác kiếm ăn, để mai mốt mày trưởng thành để mày lo lập nghiệp. Còn tao thương mày là thương cái lúc mày còn nhỏ mày chưa biết gì. Còn khi mày lớn rồi mày phải phát huy khả năng của mày. Nên bước lại gà mẹ, bon bon mổ vô cái đầu. Nó nói mấy câu nữa mà quý vị không có hiểu, nhưng những đức hiểu. Thấy chưa? Phải rõ ràng không? Hồi xưa tao nuôi gà tao biết mà. Tôi hồi xưa nuôi gà lắm á. Những đứa hồi xưa còn nhỏ, những đứa quậy lắm, mà những đứa phái ôm gà đi đá lắm, mà những đứa chơi ghê lắm. Những đứa cầm con gà, những đứa nhử con gà người ta, con gà người ta bay vô đá gà những đứa, thì những đứa lấy chân những đứa đá gà đó, sợ con gà mình bị đá. Nó chơi nhiều trò kỳ cục lắm, lạ lắm, không có giỡn đâu đó. Nên quý vị biết rằng ha, những điều những đứa chia sẻ cho quý vị nghe đó, vì suy nghĩ đi, con vật nó thương con nó nhiều lắm đó. Nên chúng ta ăn chay là đại hiếu thảo.
Ăn chay là đại hiếu thảo. Có cái ông này nghe, ổng là một kỹ sư, ổng thiết kế ra một cái máy, bởi vì xã hội bây giờ thông nghiệp lớn. Ổng thiết kế ra một cái máy giết heo. Cái máy giết heo. Mà cái máy này bấm lên một cái bỏ con heo vào, mấy phút sau thịt chạy ra, thịt xương ruột bao tử phèo ra từng khúc đàng hoàng hết luôn. Cái máy xử lý nhanh cấp kỳ, mình mặn con heo 45 phút, cái máy này nó vớt 5 phút xong con heo. Ghê chưa? Ông này làm kỹ sư cũng vừa tạo ra một cái máy đó xong mừng quá. Bắt đầu là sao? Mở tiệc ăn mừng. Đem cái máy này để cho trước công chúng mọi người coi là tôi giỏi quá, vừa sáng kiến làm được chiếc máy đặc biệt quá, ra mặt trước công chúng. Vừa chuẩn bị bỏ con heo vào, bấm cái máy một phát, cái sức hút, cái lực hút quý vị. Cái câu chuyện này rõ ràng trong cái câu chuyện như Đức đọc luôn, là cái sức hút quý vị. Nó hút ổng dính vào cái máy. Tự nhiên người ta chạy lại kéo cầu dao không kịp, dứt một phát một đầu xương thịt của ổng ra từng đoạn ra ngoài. Ghê chưa? Thấy ghê không? Nhân quả chưa? Tại vì ông lấy cái sở học của ông mà ông suy nghĩ cái điều quá kinh ác. Lấy cái sở học của mình mà suy nghĩ ra một cái bộ máy để giết loài động vật kinh khủng. Vì coi bây giờ bị ra chợ với thấy con cái máy giết gà chưa? Nó ai mà chế tạo cái máy này đi rồi biết. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không giảng cái vị gì mà của thế giới đầu tiên, ông chỉ chế tạo ra cái bơm nổ thôi. Vậy mà ông chịu đọ trong địa ngục mà gọi là trên đầu bơm có nổ bùm 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 bùm. Ghê chưa quý vị thấy không? Nên mình mà chế tạo ra cái giết người là ghê lắm. Chế tạo ra cái giết loài động vật là quả báo này kinh lắm. Nên những đức nói cho quý vị nghe nghe, sở học sau này tuyệt đối không làm nghề phá thai, nghe chưa? Nghề phá thai là tuyệt đối không dám làm. Những đức gặp một cái cô này thì con mắt của cổ, nửa con mắt là kéo trong đỏ lại, nửa con mắt kia là màu xanh. Tay chân cô gút là gì nè? Nhìn nó hỏi cô làm cái nghề gì? Cái nghề sát sanh đúng không? Nhìn Đức vừa gặp tôi đứng kế bên, nhìn Đức nói sao cái từ trường cô này ghê quá, cái quán khí nặng quá, đứng gần mình quán khí nặng quá. Cô vừa đến gần nó hỏi cô làm nghề sát sanh đúng không? Cô nói ủa sao thầy biết? Quán khí bên cạnh cô nặng quá, đến gần nghe thấy khó chịu quá. Cô làm nghề gì? Cô nói làm nghề phá thai. Còn ghê hơn sát sanh, vì cái linh thức của người nó cao hơn loài súc sanh, hiểu không quý vị? Nó nên từ nơi đó mà quý vị biết rằng cái nghề gì cho thôi, cái nghề này đừng có làm nghe chưa, con cháu mình đừng có cho học làm cái nghề này nghe quý vị, không có tồn tại đâu. Kiếm tiền đó quạ tay đến bây giờ nó. Nên từ nơi đó mình không có nên mấy cái nghề đó. Nên những đức nói mình mà nghe đạo rồi, có nhiều cái việc mà mình làm mình hiểu được quý vị, rồi mở internet mà cho con người ta chơi thâu đêm suốt sáng, đừng có làm. Quý vị nghĩ coi, con mình nó bỏ học là do nó chơi mạng internet giết mà nó học dở. Bây giờ mình mở ra một cái khu trò chơi mà chơi đêm thâu đêm suốt sáng cho con người ta, mình không nghĩ con mình hả? Mình nghĩ bao nhiêu người, mình làm cha làm mẹ, bản thân mình nhìn con mình vậy mình không chịu, làm sao mình để cho con người ta làm gì được? Nên cái đồng tiền kiếm này có quả báo, đúng không? Nó còn nhiều cái nghề mình làm, mình không có nên làm mấy cái nghề mà nó có tổn hại con người để có tiền, không nên quý vị. Những đức thấy những cái lớp đạo làm con, những đức hướng dẫn mỗi tuần thứ bảy khoảng 600 cháu. Những đức cũng từng nhắc nhở cái việc sinh nhật, tại ngày xưa những đức cũng ngoài đời, những đức thấy mình cứ là tới ngày sinh nhật thì bắt đầu một là phải chuẩn bị quà hay chuẩn bị tiền để đãi các bạn. Còn nếu như đi học thì cha mẹ phải lo, sinh nhật của con phải đãi bạn bè. Nhưng Đức thấy có khi lớn thì đãi bạn bè ăn nhậu xong rồi còn đi karaoke nữa. Ngay ngày sinh nhật đúng không? Nếu hư một chút nữa thì xách xe chạy lạng quạng ngoài đường ngày sinh nhật. Còn người nam thì phải cố gắng nhớ ngày sinh nhật của bạn gái, nhắc một lần là phải nhớ, hoặc là ghi vô sổ để nhớ.
Còn người nữ này quá thương bạn trai thì phải tìm hiểu cái ngày sinh của bạn trai, phải nhớ cho kỹ. Nhưng lạ thay, mỗi người chúng ta không cố gắng nhớ ngày sinh nhật của cha mẹ mình. Thấy không? Này là cái thiếu sót này quý vị, thiếu sót lớn vô cùng. Nên á, cái ngày sinh nhật là nó câu thông với đạo hiếu quý vị. Nhớ nghe, ngày sinh nhật là câu thông với đạo hiếu. Nên có câu nói đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Giống như người phụ nữ mang nặng đẻ đau, cái khổ này bản thân một mình họ chịu. Còn cha thì đứng ở ngoài cửa mà mẹ chưa đẻ xong cũng chạy dòng do, chạy như con gà mắc đẻ, cũng lo đúng không? Cái tình thương của người đàn ông cũng bao la lắm, nhưng mà họ thầm kín một chút. Người mẹ thì sự thương yêu bảo vệ, và nó thương quá nó lộ ra luôn. Nên con thường cái nương dựa mẹ nhiều, cũng vì quá thương con mà chiều con nên con hư. Nên có câu nói là con hư tại mẹ, mà cháu hư là tại bà. Thương quá chiều giết lại hư, thấy không? Vậy thì cái ngày sinh nhật là cái ngày nhớ đến công ơn cha mẹ ông bà mới đúng quý vị ơi. Tại vì cái ngày đó mẹ mình sinh mình khổ quá. Giống như trong kinh dạy là thập tử nhất sanh, kinh Vu Lan Vi Tục. Giống như chín phần chết, một tia hy vọng sống. Đó. Thì đúng ra cái ngày đó, ngày sinh của mình là nhắc mình quý vị à, là nhắc mình đi đến với cái cuộc đời này mình phải sống, phải làm sao cho nó có ý nghĩa. Mỗi năm đều nhắc mình phải sống làm sao cho có ý nghĩa. Còn nếu như mà mình hư hỏng thì thôi đừng có tổ chức ngày đó. Đi đến đây mà hư hỏng quá mà mừng cái ngày sinh chi? Mừng ngày sinh là do gì? Mình thay đổi cuộc đời, mình sống có ý nghĩa, mình làm việc có ý nghĩa thì mình mới mừng cái ngày sinh. Còn nếu như sống vô nghĩa thì đừng có mừng cái ngày sinh. Cái này quý vị suy nghĩ kỹ nghe. Đó. Tại vì mình đi đến đây mình tạo nghiệp không mà mừng ngày sinh chi? Không lẽ mừng tới cái ngày mình đi đọa lạc khổ đau. Nên từ nơi đó mà cái ngày sinh là cái ngày tưởng nhớ mình đi đến với cuộc đời này, mình cảm ơn cha mẹ đã sinh mình. Nếu mà có tổ chức là đúng là ngày đó phải sum họp gia đình. Mỗi người chúng ta phải quỳ trước cha mẹ, rồi có một miếng bánh kem, miếng bánh hay miếng nước gì đó dâng lên cho cha mẹ của mình. Con cảm ơn cha, cảm ơn mẹ, nhờ cha mẹ cho con cái bản thân này mà con ngày hôm nay con được thành đạt, con được sống trong cuộc đời này. Con tưởng nhớ ngày này của mấy mươi năm về trước, mẹ sinh con rất cực khổ. Như có nhiều cô nói mà gặn đẻ đến mức mà gịch cây sắt cong luôn. Đau không có đau gì bằng đau đẻ, đúng không mấy cô? Mấy cô đẻ mấy cô biết, như đứa chưa đẻ như đứa đâu biết nè. Thấy không? Nên từ nơi đó mà rất là nhiều bài thơ hay là những ca dao, người ta đều là người ta tán thán về người mẹ nhiều. Tại vì cái việc mà khổ của người mẹ nhiều quá, người phụ nữ á, nên người ta rất nhiều bài thơ nói về mẹ. Mà bài hát cũng hát về mẹ nhiều hơn về cha nữa quý vị ơi. Cũng có bài hát về cha mà ít, nhưng về mẹ quá nhiều. Thấy không? Như hôm qua quý vị thấy 6 bài hát mà trong đó hình như có một bài về cha. Nếu mà không có hình như Quyền Giang hả? Hát về cha thì chắc là mẹ không luôn. Tội nghiệp mấy ông đàn ông.
Khi mà ông cũng ngồi ông nói trời ơi, tôi cũng thương con tôi dữ lắm chứ, nhưng mà tôi là đàn ông đưa thua thương thì tôi cũng ra vẻ cứng cỏi một chút để mà giải quyết chuyện gia đình. Giống như đàn ông như chủ cái trong gia đình, mà bây giờ mà tôi mà yếu đuối thì làm sao giải quyết chuyện gia đình đây. Tôi cũng thương vợ con dữ lắm chứ, con đưa tôi thương dữ lắm, nhưng mà có cái là tôi thương thầm kín hơn vợ tôi thôi, nhưng mà cứ là tán thán cha tán thán mẹ mà quên tôi mất tiêu. Hiểu không? Đó thì đúng là ngày sinh nhật là mình phải sum họp gia đình à. Rồi mình tổ chức sinh nhật là mình tổ chức bên cạnh cha mẹ, có bạn trai bạn gái có bạn bè gì đều dẫn về bên cạnh cha mẹ mình. Mình nêu lên rằng là này các bạn ơi, tôi là bạn của các bạn, ngày hôm nay tôi ngồi đây cùng chơi với các bạn, tôi được có mặt ở trên cái cuộc đời này là tôi nhờ cha mẹ tôi đã sinh tôi và nuôi dạy tôi khôn lớn tới ngày hôm nay. Không? Phải nêu lên vậy đó, để cho các bạn mình nó học theo. Cái việc làm mình cho bạn bè nó học theo á, gọi là ngày sinh nhật là nó câu thông với cái đạo hiếu quý vị ơi. Đó, rồi nó nhắc nhở mình, rồi mình hứa với cha mẹ mình, cha mẹ cứ yên tâm, cuộc đời của con sẽ cố gắng sống cho tốt, cái thân của cha mẹ cho con sẽ sống có ý nghĩa trong cuộc đời. Con có sống vô nghĩa, con phải làm những việc ý nghĩa để cho cha mẹ nở mặt nở mày với cái cuộc đời này. Cái tâm mình như vậy đó quý vị, là tổ chức sinh nhật nó đúng nghĩa đó. À đúng nghĩa nha. Bây giờ tất cả những người làm cha làm mẹ đó quý vị công nhận rằng là con của mình mà sống đàng hoàng có đạo đức, quý vị cảm thấy nở mặt nở mày đúng không? Vui nở mặt nở mày lắm chứ. À. Chứ con của mình mà nó sống hư hỏng, hút chích xì ke ma tí, phá làng phá xóm, ăn trộm ăn cắp, làm người nữ làm chuyện không bà không phải, lấy chồng người ta đồ tùm lum, quý vị thấy cha mẹ mắc cỡ lắm chứ giỡn đâu. Những đức nói với vị nghe, có những người á làm cha mẹ mà ta gặp như đức ta nói nè, thầy ơi thầy, con của con á, con có nói nó được không, có nói con được, nó còn cái hàng chứng giữa đó, ngồi luôn đi thầy, bít cái đầu này có vô được đâu để đó. Nên á, con của con á, con không có nói được thầy ơi, nó bận đồ đạc á, nó con gái mà nó bận đồ á, thiếu giải, con làm cha làm mẹ con cũng mắc cỡ con hơn gì nữa. Nó khi nó đi chơi mà nó bận đồ nó đi ngang con á, con làm cha làm mẹ con thấy ngại ghê, thấy con mình nó bận đồ gì đâu hở hang quá, mà nói nó không nghe, nói nó chê cha mẹ cổ lũ sĩ già xưa quê mùa, thấy không? Nên từ nơi đó quý vị biết rằng là nói không được, có thấy chưa? Nên ngày sinh nhật là ngày mà mình quỳ trước cha mẹ mình để mình hứa với cha mẹ mình, bây giờ cha mẹ còn sống, con phải sống làm sao cho nó có ý nghĩa cho cha mẹ vui lòng, con đem cái thân mà cha mẹ cho con làm những việc có ý nghĩa, con sống tốt trong cuộc đời này, hiểu không? Lo đó là hay rồi đó, cái giữ ý nguyên đi. Nên á, mỗi một người chúng ta mình nghe được cái ý nghĩa ngày sinh nhật, tự nhiên quý vị nên suy nghĩ lại. Bây giờ quý vị còn cha còn mẹ, ngày sinh nhật quý vị nên tổ chức á, là có bạn bè biết tu hành, mình rủ đến, mình quỳ trước cha mẹ mình, cảm ơn cha mẹ. Đó là ngày sinh nhật đặc biệt đó quý vị. Còn nếu như mà cha mẹ mất hết trơn, như những đức cha mẹ chết hết rồi nè, thì cái ngày đó mình phải làm cái gì đó ý nghĩa phước báo để mình hồi hướng cho cha mẹ mình, hồi hướng cho cha mẹ mình á. Nếu mà nói chúc mừng á là mình á, mừng cha mẹ mình á, cảm ơn cha mẹ mình, chứ phan hãy nghĩ đến mình đi, nghe không? Nó chứ không có cái chương trình cho mình đâu. Tại vì bản thân của mình là nhờ mẹ sinh ra, nhờ cha lo lắng,
Thì bản thân chúng ta là cảm ơn cha mẹ thôi. Còn cái bản thân của mình, ai quý thích mình người ta làm gì đó, chuyện của người ta. Là cái mình làm cái duyên với người ta. Người ta nghĩ đến mình, cái đó là người ta cảm ơn mình là chuyện của người ta. Còn cái chuyện của mình là tưởng nhớ đến ông bà cha mẹ của mình. Đó là bòi gốc. Nó đúng chứ bản thân mình không có nghĩ gì mình cái gì chứ nghe. Là đúng rồi đó quý vị. Nhớ không? Nhớ nghe. Những cái điều như Đức chia sẻ ở đây á, những người lớn á, nên làm đi để cho con cháu làm theo quý vị à. Bây giờ mà thấy rồi, sinh nhật là đa phần là chúng ta thấy đi ngược lại đạo đức rồi đó. Khi cha mẹ nghèo mà chuẩn bị tiền sinh nhật cho con mà cha mẹ phải làm thêm giờ, đổ thêm giọt mồ hôi, đổ thêm máu để mà ngày sinh nhật nó mua quà cho con. Còn thêm cái nữa là con mình đi học mà mình nói rằng năm nay học giỏi đi mẹ mua cho cái này cái kia cái nọ, sai rồi. Nó đi học là sau này cuộc đời nó được nhờ, mà cha mẹ phải cực khổ lo cho nó đi học. Nó chưa giúp cho cha mẹ được cái gì, mà bây giờ mình phải nài nỉ nó học cho tốt để mình mua quà cho nó nữa. Vậy thì con quý vị sau này không có thành đạt được một cái gì chứ quý vị. Không thành đạt được một cái gì. Mắc đạo nghĩa thì sao thành đạt đấy. Rồi con á, mà mình dạy cái này là sai nữa nè. Con lau nhà giùm mẹ đi, cho con 20 ngàn. Giặt giùm bộ đồ cho mày 5 ngàn. Sai bét tầm 7. Trách nhiệm của con là phải làm việc này. Con đi học về rảnh phải phụ cha phụ mẹ. Sau này khi lớn lên có gia đình, có vợ có chồng, thì mình sẽ lo cho gia đình mình, đâu có thời gian để mà mình lo cho cha mẹ của mình đâu. Nên bây giờ mình phải dành thời gian khi còn ở bên cạnh cha mẹ, mình làm những gì được cho cha mẹ thì mình làm. Quý vị nghe những điều này quý vị thấy dễ hiểu không? Dễ hiểu quá chàng luôn á. Mà do gì không chịu làm thôi. Chứ tôi nói thì còn hơn là dán bài lật ngửa. Hiểu không? Nói chùi lũi á thì còn gì nữa. Vậy mà còn tiếp nhận được nữa thôi. Mà cái việc này quý vị làm, quý vị nghe đi, nó thấy nó phù hợp không? Bây giờ những Đức nói gì quý vị thấy nó phù hợp không quý vị? Đó. Đó. Nên á, bây giờ nhiều người trẻ trẻ bữa nay nè, dự Du Lan nè, nghe gì nè, mấy đứa bé nhỏ vậy nữa con. Nên á, mỗi lần mà tổ chức sinh nhật mà ngày thứ bảy ở chùa mình ở dưới Hộ Pháp á, là những Đức đều cho các cháu cái máy niệm Phật với con heo, heo đất. Những Đức kêu các cháu tập bỏ ống để mà ngày sinh nhật hay là một năm các con khui con heo ra, rồi các con mua cho ba mình đôi dép hay đôi giày, hay mua cho mẹ mình món quà gì đó. Ví dụ như cái ngày lễ phụ nữ gì đó thì con mua cho mẹ con món quà, mà cũng mua cho ba món quà luôn. Nghĩa là các cháu nó biết dành dụm tiền, rồi các cháu nó mua quà cho cha cho mẹ. Rồi mỗi năm tới ngày sinh nhật các con thì các con lại mua bánh kem đãi cho cha mẹ các con, chứ không phải mua cho bạn. Còn có bạn thì dẫn về nhà để mà mình cùng tổ chức cái sinh nhật với cha mẹ của mình. Đúng rồi đó, không có sai đâu. Những Đức nói cái hành động các con mà làm gì nghe, sau này các con có gia đình có con cháu y rang luôn, các con không có bị đơn coi đâu nghe. Còn các con mà tổ chức cho bạn bè là sau này các con tuổi già đơn coi, nó không có ngó ngàng mình đâu. Nhân quả tương đồng, giọt nước trước nhiễu làm sao, giọt nước sau nhiễu gì. Giống như có hai vợ chồng này mà cái ông chồng ông sợ vợ không, cha mẹ của ông mà vợ ông thì nó quá dữ không, mà người phụ nữ mà vậy là ghê lắm nha quý vị, tội lỗi nặng lắm đó nghe, quá hung dữ. Cuối cùng thì ông chồng sợ quá, sợ vợ. Bà vợ ông kêu ông chồng á, cha mẹ già rồi làm ăn được cái gì đâu mà hành hạ tệ bạc còn hơn cái gì nữa. Hành hạ quá tệ bạc quý vị. Đem ông bà già kiểu mà già rồi lẳn rồi ăn uống rồi nhả ra rồi tiểu tiện đồ đó,
đâu có nuôi đâu. Đem bỏ vào một cái phòng mà giống như cái chuồng heo ấy. Câu chuyện hồi xưa như Đức kể mấy lần cho vị nghe đó, lâu lắm, mà nay nhìn đi nói chuyện nhớ lại. Rồi mỗi lần đói bụng đòi ăn là già rồi ăn chi, ăn rồi để đi ra cho nhiều á, ăn để đi ra cho nhiều hay chi, chửi mắng kinh khủng luôn. Chờm sớm người ta thấy tội nghiệp quá, có lần hai vợ chồng đi đâu người ta đem đồ ăn người ta đem qua cho ăn, khi đem qua cho ăn đang ăn vậy thì hai vợ chồng nó về thì nó bưng cái tô đồ ăn nó ụp lên đầu, nó ụp lên đầu. Quý vị biết rằng á, bây hởm như đứa coi một cái công đoạn mà người ta quay lén cái đứa con dâu mà nó nuôi mẹ chồng, mà coi công đoạn đó xong thì đứa kêu tắt liền, chấn động tâm, coi cái chấn động tâm luôn. Nó cầm cây chổi mà nó quýnh vào mẹ chồng, xong nó lấy phân nó hắt vô mặt ba, đập vô mặt ba, mà coi xong chấn động cái tâm luôn quý vị, chấn động tâm luôn, kêu tắt đi, không coi công đoạn này được, ghê quá. Mà người ta quay lén, người ta đưa lên mạng quý vị. Mà thôi quý vị mai mốt đừng có quay cái đó nữa. Quý vị nhớ đừng có bao giờ quay những cái điều xấu xa đó đưa lên mạng nha. Vì đưa lên là quý vị tạo nghiệp chứ quý vị không phải có phước đâu. Quý vị tạo cái nghiệp, nếu gặp người như những đức thì quý vị có phước. Nhưng mà quý vị gặp bao nhiêu con người khác người ta chửi thì người ta tạo tội gì khẩu nghiệp. Đừng có quay mấy cái đó đem đưa lên mạng làm gì. Cái gì mà xấu đừng có đưa lên mạng. Cái gì mà lợi ích hãy đưa lên mạng cho quý vị có phước. Nhớ đó. Mà đa phần con người bây giờ cái gì mà xấu là nó phải coi đông ác ôn. Còn cái gì mà ngon lành mà tốt đạo đức đều coi xịt à. Nên xã hội này nhiều kiếp nạn là phải rồi. Vì con người ta hướng đến điều xấu mà đi. Đúng không? Nên những đức nói với vị nghe chứ. Mình mà ngồi được ở đây là quý vị hạnh phúc lắm. Cả ca sĩ mà hát ở đây quý vị, những đức nói cuộc đời quý vị là làm việc lớn trong cuộc đời. 100% quý vị luôn. Thật sự mà nói á, những anh chị ca sĩ đi đây hát là những đức mong quý vị hát cho công chúng này người ta nghe. Chứ bản thân những đức mà muốn nghe, những đức bấm lên mạng, những đức coi cái gì xong. Nó nói thiệt luôn á, coi nhiêu mà không được. Nhưng mà vì cái chương trình mình rủ anh chị ca sĩ đến để mà giúp vui thêm cho bà con khắp nơi nơi được gì đấy. Nhớ đứa nói thiệt á, ở trong đây có nhiều bà con ở vùng sâu vùng xa, hay có những người già, người ta đâu quý bấm lên mạng đâu, trẻ thì nó dễ rồi, nhưng mà người ta cũng thích coi trực tiếp gì nè. Mà trực tiếp cũng sao thấy. Cái nhà này to quá trời to, ở dưới đó nhìn lên đây á, có cái bà kia bà nói con ở xa ghê, con nhìn nhóc nhóc lên, con lú lú đầu con nhìn, con thấy thầy, con thấy hàm răng không? Nói nghe mắc cỡ ghê. Nên từ nơi đó nó cười ghê. Nói vì biết rằng á, những cái gì mà nó bại hoại, nó xấu đừng bao giờ đưa lên mạng nha. Nghe nghe, khắp nơi nơi nghe công đoạn này, người ở đây ngồi nghe nghe. Những cái gì xấu bại hoại đừng có đưa lên mạng. Đưa lên mạng là quý vị có tội. Có tội cho mà biết đó. Tại sao quý vị không lập cái trang vì đưa những bài giảng như Đức vô quý vị cho người ta nghe pháp đi, thì quý vị có phước. Đó là những điều nhà Đức chia sẻ gì khi quý vị về đây á. Nó nên một cái đề học thôi, mà chia sẻ ra bao nhiêu câu chuyện cho quý vị nghe đó. Để mình mỗi người làm con mình ngay cái dịp mà Du Lan báo hiếu này nè, mình về chùa mình cố gắng tu nhân tích đức quý vị ơi. Mình niệm Phật đồ, mình phóng sanh cũng đi thực đồ ở chùa nè. Rồi cái chương trình gì cũng là một cái tư tưởng giáo dục để cho quý vị tưởng nhớ đến ông bà cha mẹ của mình. Như hôm qua câu chuyện mà một kiện liên tìm mẹ, thấy chưa? Đọa lạc khổ đau, người ta giả trang thôi mà thấy khổ ghê chưa? Thì bây giờ mình nghĩ ông bà cha mẹ mình có khi đang đọa lạc quý vị ơi. Nên từ nơi đó mà bây giờ mỗi người mình á, phải tu nhân tích đức để hồi hướng cho ông bà cha mẹ mình. Thì cái tâm này là cái tâm nhớ ơn, đền ơn này nghe quý vị. A Di Đà Phật. Bây giờ chúng ta đọc 12 lời đại nguyện quý vị ơi. Để người còn sống hay người đã mất, hay quan gia trái chủ, hương linh vì nghiệp phá thai, cụ quyền thất tổ của chúng ta về đây tu tập chung, đều phát nguyện buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ nghe. Rồi phát nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc.
Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, thân thể không đau bệnh. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm hồn không hôn mê. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, không tham đắm ngũ dục. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm niệm Phật Di Đà. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, xả ly ta bà khổ. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, hăng nguyện về tịnh độ. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, con thấy kim thân Phật. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, Phật phóng quang nhiếp độ. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, liên hoa con quá sanh. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, hoa nở tâm khai ngộ. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, chứng ngộ pháp vô sanh. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, chống biên thành toàn giác. Mỗi người chúng ta nên chân thật phát nguyện niệm Phật.